Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Dâng hương tưởng niệm 714 năm ngày mất Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Vấn đề giáo dục thế hệ trẻ trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vĩnh Phúc hỗ trợ sản xuất vụ đông. Sở Tư pháp khai trương cổng thông tin giao tiếp điện tử. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 13 tháng 9, tức ngày 20 tháng 8 âm lịch, tại đền Đức Thánh Trần, Ban Quản lý Di tích Phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 714 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn là danh tướng thời nhà Trần và cũng là danh tướng trong lịch sử Việt Nam. Ông có công lớn trong hai lần kháng chiến chống Nguyên Mông. Dưới tài lãnh đạo của ông, quân dân Đại Việt chiến thắng ở Trương Dương, Hàm Tử, Vạn Kiếp, Bạch Đằng, đánh đuổi quân Nguyên Mông ra khỏi đất nước. Ông được người dân suy tôn là Đức Thánh Trần. Trong một lần truy quét giặc ngoại xâm phương Bắc, Hưng Đạo Đại Vương cùng binh lính đã dừng chân nghỉ tại địa điểm nay là phố Trần Quốc Tuấn, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên. Sau khi ông mất, để tỏ lòng tôn kính và ghi nhớ công ơn của ông, nhân dân địa phương đã lập đền thờ. Đền thờ Đức Thánh Trần ở phường Ngô Quyền đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2000. Lễ dâng hương tưởng niệm 714 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn là sự kiện văn hóa quan trọng của phường Ngô Quyền nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của cha ông, thể hiện tình cảm đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, tri ân công đức các bậc hiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, đồng thời phát huy giá trị của di tích trong đời sống xã hội. Đến nay, toàn phường Ngô Quyền có trên 90% gia đình, 100% tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa, 10 trên 13 tổ dân phố đã xây dựng được nhà văn hóa. Công trình đền Đức Thánh Trần được địa phương hàng năm tu bổ, tôn tạo khang trang, trở thành nơi sinh hoạt tín ngưỡng tinh thần cho nhân dân địa phương. Thưa quý vị và các bạn, đã 45 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa. Trước lúc đi xa, người để lại cho muôn đời sau một bản di chúc thiêng liêng. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành di sản tinh thần vô cùng quý giá, kết tinh những tinh hoa đạo đức và tâm hồn cao đẹp, những nội dung tư tưởng cốt yếu định hướng phát triển lâu dài cho cách mạng Việt Nam. Đó là những tình cảm thâm thiết và niềm tin vững chắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nhân loại tiến bộ, mà trước hết là với Đảng ta, nhân dân ta và các thế hệ mai sau. Sinh thời, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến thế hệ trẻ. Trong di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là việc làm rất quan trọng và rất cần thiết. Do vậy, chăm lo, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ nói chung và học sinh, sinh viên nói riêng là trách nhiệm của các cấp, các ngành và của toàn xã hội. Đây là giờ học lịch sử của các em học sinh lớp 12A7, trường Trung học Phổ thông chuyên Vĩnh Phúc. Chúng tôi cảm nhận rõ sự chăm chú lắng nghe của các em học sinh khi được giáo viên truyền đạt nội dung của bản di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các em cũng bày tỏ cảm nhận của mình về những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ. Đối với các em, thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu từ những việc làm cụ thể và đơn giản nhất. Thực hiện lời dặn dò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản di chúc đối với thế hệ thanh niên, thì bản thân em là một học sinh, luôn luôn cố gắng để trở thành con ngoan của gia đình và trò giỏi của nhà trường, luôn luôn cố gắng phấn đấu học tập thật tốt và là người con hiếu thảo của gia đình. Đối với cô giáo Nguyễn Thị Thu, để truyền tải đến học sinh nội dung tư tưởng trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là nội dung về giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, cô Thu đã đầu tư nghiên cứu, sưu tầm các tư liệu về thân thế sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp các em nhận thức sâu sắc ý nghĩa, giá trị tư tưởng vĩ đại của người trong bản di chúc. Bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cái tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam bởi những giá trị lý luận và thực tiễn. Trong di chúc thì Hồ Chủ tịch có đề cập đến rất nhiều nội dung như là vấn đề về Đảng, vấn đề nhân dân, vấn đề đoàn kết quốc tế, nhưng trong đó đặc biệt là nội dung bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho thế hệ thanh niên, bởi vì như người khẳng định đây là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Là một giáo viên dạy lịch sử thì tôi rất có nhiều cái ưu lợi thế trong việc
công việc này, bởi vì qua lịch sử dân tộc thì lịch sử dân tộc gắn liền với cái cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác. Qua giảng dạy lịch sử, các em thấy được những đóng góp vĩ đại của người với dân tộc. Và cũng qua những bài giảng lịch sử thì tôi gửi đến các em cái thông điệp là chúng ta hãy sống và làm học tập và làm việc theo Bác. Đặc biệt là hướng các em tới tiếp tục thực hiện của học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Nhất là trong những ngày mà kỷ niệm, cả dân tộc ta đang kỷ niệm 45 năm ngày Bác viết bản di chúc đầu tiên. Qua gần một nửa thế kỷ, những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với vấn đề đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho các em học sinh, đặc biệt là việc thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong di chúc của Người, chính là hành trang để các em vươn lên trong học tập, rèn luyện, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước. Ngày 9 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có chỉ thị số 10 về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm và triển khai vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Nội dung chỉ thị như sau. Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tại Việt Nam đã phát hiện một số trường hợp dương tính với virus cúm AH5N6 trên đàn gà nuôi tại Lạng Sơn và vịt nuôi tại Hà Tĩnh. Đây là chủng virus cúm có tỷ lệ tương đồng trên 99% so với chủng virus cúm AH5N6 gây tử vong trên người tại Trung Quốc. Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N6 và ngăn chặn các chủng virus cúm gia cầm nguy hiểm khác từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh, hạn chế thấp nhất virus cúm lây nhiễm và gây tử vong cho người, bảo vệ sản xuất chăn nuôi. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại công điện số 6529 ngày 14 tháng 8 năm 2014 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh cúm gia cầm, văn bản số 6563 ngày 15 tháng 8 năm 2014 về triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2014, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau. 1. Chủ động triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm theo kế hoạch số 237 KHBCD ngày 15 tháng 1 năm 2014 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm tỉnh về phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014. Trước mắt tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch số 4037 KHBCD ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Ban Chỉ đạo tỉnh về tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc gia cầm và khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 2014. 2. Tổ chức thông tin tuyên truyền cụ thể, chính xác về tình hình dịch cúm gia cầm H5N6 và các chủng virus cúm gia cầm nguy hiểm khác, tác hại của dịch cúm gia cầm để mọi người dân tích cực tham gia phòng chống, tránh gây hoang mang trong xã hội. 3. Triển khai thực hiện tháng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi trong tháng 9 năm 2014, gắn với tiêm phòng vaccine cho gia súc gia cầm đợt 2 năm 2014. Tăng cường kiểm tra giám sát dịch bệnh nhằm phát hiện kịp thời và xử lý triệt để khi có ổ dịch phát sinh. Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm trên địa bàn. 4. Nghiêm cấm và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu vào địa bàn để tiêu thụ, không rõ nguồn gốc, không có kiểm dịch của cơ quan thú y. 5. Yêu cầu các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành thị. Ủy ban nhân dân các huyện, thành thị tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, nhất là ở cấp xã, phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách địa bàn, xác định công tác phòng chống dịch cúm gia cầm là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Tổ chức theo dõi, quản lý, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm đến thôn, xóm, hộ chăn nuôi nhằm phát hiện nhanh, xử lý kịp thời, không để lây lan rộng. Nghiêm cấm việc giấu dịch. Quản lý chặt chẽ các hộ kinh doanh, buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia cầm trên địa bàn. Yêu cầu các hộ không mua bán, tiêu thụ gia cầm ốm, chết, gia cầm không rõ nguồn gốc. Triển khai tháng vệ sinh khử trùng tiêu độc gắn với thực hiện kế hoạch số 4037 KHBCD ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Ban Chỉ đạo tỉnh về tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc gia cầm và khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 2014. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp thống nhất nội dung với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành thị, sở, ngành liên quan để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh cúm gia cầm H5N6 và các chủng virus cúm gia cầm nguy hiểm khác trên địa bàn. Kế hoạch công tác tiêm phòng vaccine, khử trùng tiêu độc chuồng trại và môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 2014 trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Chi cục Thú y và các đơn vị trực thuộc liên quan đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng về tác hại và tính chất nguy hiểm của dịch bệnh cúm gia cầm để mọi người dân biết chủ động phòng chống dịch.
giám sát lâm sàng và lấy mẫu giám sát chủ động virus cúm trên đàn gia cầm tại các chợ buôn bán gia cầm sống, gia cầm nhập lậu tại các khu vực có nguy cơ cao nhằm phát hiện sớm ổ dịch, xử lý kịp thời không để lây lan rộng. Thực hiện nghiêm túc kiểm dịch tại gốc, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia cầm và sản phẩm gia cầm trên địa bàn, phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Hướng dẫn nội dung, cách thức vệ sinh khử trùng tiêu độc cho cơ sở, hộ chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm, các chợ, tụ điểm buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bàn. Sở Y tế chủ động triển khai các hoạt động phòng chống dịch theo kế hoạch phòng chống dịch cúm trên người của Bộ Y tế, tăng cường giám sát, phát hiện sớm các bệnh nhân nhiễm, nghi nhiễm bệnh cúm gia cầm H5N6 và các chủng virus cúm gia cầm nguy hiểm khác, cách ly điều trị kịp thời, không để lây lan, ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe nhân dân. Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở ngành tổ chức kiểm tra, ngăn chặn việc vận chuyển gia cầm bất hợp pháp vào địa bàn tỉnh, theo đề án 2088 của Chính phủ. Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường và các đơn vị có liên quan phối hợp với cơ quan thú y, công an thanh tra giao thông, đấu tranh xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc trên thị trường. Các sở ban ngành trong tỉnh, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các cơ quan liên quan trong hệ thống chủ động phối hợp với chính quyền các cấp và ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm và các chủng virus cúm lây sang người có hiệu quả. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tăng cường công tác tuyên truyền để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thành thị, giám đốc các sở ngành, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm cấp huyện, xã và thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức liên quan chỉ đạo chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc chỉ thị này. Hội chăn nuôi Việt Nam phối hợp với Hội chăn nuôi thú y Vĩnh Phúc vừa tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội chăn nuôi thú y các tỉnh thành hội khu vực phía Bắc. Tham gia hội nghị có đại diện Hội chăn nuôi thú y của 13 tỉnh phía Bắc. Với vai trò là cầu nối giữa các hộ chăn nuôi với các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà khoa học, Hội chăn nuôi thú y các tỉnh thành đã tổ chức được nhiều hội nghị, hội thảo, tập huấn, tham quan học hỏi kinh nghiệm cho các hội chăn nuôi. Đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần giúp người chăn nuôi nâng cao được hiệu quả. Các ý kiến tham luận tại hội nghị đều cho rằng, để giúp người chăn nuôi đạt hiệu quả cao, thì Hội chăn nuôi thú y đóng vai trò rất lớn trong công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Phát hiện và báo cáo kịp thời cho các cơ quan chức năng và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hỗ trợ tài liệu, kỹ thuật cho nhân dân, các xã bị bệnh. Tích cực tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi tham gia tiêm phòng đầy đủ cho đàn gia súc, gia cầm. Nhiều ý kiến cho rằng trong thời gian tới, Hội chăn nuôi thú y các tỉnh cần tiếp tục cung cấp thông tin đến các hộ chăn nuôi về tình hình dịch bệnh, giá cả thị trường. Đây cũng là những yếu tố quan trọng để chăn nuôi đạt hiệu quả cao. Thực hiện kế hoạch tiêm phòng gia súc gia cầm đợt 2 năm 2014 của tỉnh, huyện Yên Lạc có tổng đàn gia súc hơn 11.600 con và gia cầm trên 275.000 con trong diện tiêm phòng. Trạm thú y huyện Yên Lạc đã phân công cán bộ thú y cơ sở bám sát địa bàn, thống kê số lượng gia súc gia cầm trong diện tiêm phòng cũng như thông báo kế hoạch tiêm phòng đến từng hộ chăn nuôi để công tác tiêm phòng đạt hiệu quả cao. Với các biện pháp tích cực, đến thời điểm hiện tại, huyện Yên Lạc đã hoàn thành 99% kế hoạch tiêm các loại vaccine lở mồm long móng, tụ huyết trùng, dịch tả cho đàn gia súc trên địa bàn. Hiện nay, huyện đang tiếp tục triển khai tiêm vaccine cúm H5N1 cho đàn gia cầm. Để góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình, nhiều nông dân đã tìm cách chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi, tiêu biểu như gia đình chị Nguyễn Thị Minh, thôn Trung Kiên, xã Đô Nhân, huyện Sông Lô với mô hình nuôi cua đồng thương phẩm. Năm 2013, với diện tích đất trũng cây lúa nhưng hiệu quả kinh tế thấp, gia đình chị Minh đã xin dồn đổi đất để tập trung với diện tích trên một mẫu để nuôi cua đồng thương phẩm. Thời gian đầu, gia đình chị đã rất vất vả để cải tạo diện tích, đầu tư xây bờ ao xung quanh. Nhưng sau 3 tháng, mô hình nuôi cua của gia đình chị đã đem lại thu nhập cho gia đình. Theo chị Minh, nuôi cua đồng có rất nhiều lợi thế, nguồn thức ăn chủ yếu tận dụng sẵn có như ốc bươu vàng, bột sắn. Nguồn giống chỉ cần đầu tư lúc đầu, sau đó cua tự sinh sản. Sau khi nuôi được 3 tháng, có thể thu tỉa với giá bán từ 70 đến 80 nghìn đồng 1 kg. Mỗi tháng gia đình chị thu được từ 7 đến 8 triệu đồng từ bán cua đồng. Từ mô hình nuôi cua của gia đình chị đã có nhiều người tham quan và học tập. Đến nay trong xã Đồn Nhân đã có thêm 3 mô hình nuôi cua đồng mới. Thành công bước đầu từ mô hình nuôi cua đồng thương phẩm của một số hộ trong xã sẽ góp phần mở ra hướng làm kinh tế mới, giúp người nông dân nâng cao thu nhập. Nhằm đưa vụ đông trở thành một vụ sản xuất nông nghiệp chính trong năm,
Vĩnh Phúc đã triển khai chương trình hỗ trợ sản xuất trồng trọt vụ đông năm 2014 với tổng kinh phí hỗ trợ gần 15 tỷ đồng. Vụ đông năm nay, ngoài hai loại cây trồng chủ lực là ngô và đậu tương, tỉnh đã quyết định hỗ trợ thêm 600 hectare lạc được phân bổ cho cả 9 trên 9 huyện thành thị. Mức hỗ trợ tối đa sẽ không vượt quá 5% chi phí trực tiếp sản xuất. Theo tính toán hiện nay là 900.000 đồng một hectare, tương đương 32.000 đồng một sào. Cùng với hỗ trợ về kinh phí, tỉnh đã ban hành quyết định về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện thí điểm cho các tổ chức cá nhân, hộ nông dân gom ruộng sản xuất vụ đông năm 2014 trên toàn tỉnh. Với tổng diện tích dự kiến khoảng 1.500 hectare, các loại cây trồng là ngô, đậu tương, lạc, rau sẽ được hỗ trợ một lần một vụ. Mức hỗ trợ được tính 2 triệu đồng một hectare. Điều kiện hỗ trợ phải sản xuất từ 1 hectare trở lên. Để chủ động bước vào sản xuất vụ mới, tỉnh đang chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẩn trương lên kế hoạch tạo điều kiện thuận lợi để người dân yên tâm sản xuất vụ đông. Thì Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vĩnh Phúc đã phối hợp với các cơ quan truyền thông và cũng đã tổ chức hội nghị triển khai sản xuất vụ đông 2014 đến các huyện và thành thị. Đồng thời, đại đa số các huyện trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức hội nghị triển khai sản xuất vụ đông năm 2014 tới các xã, phường, thị trấn để tuyên truyền rộng rãi cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh cũng như ý nghĩa của sản xuất cây vụ đông để bà con nông dân biết tích cực tham gia sản xuất cây vụ đông với mục tiêu phấn đấu sẽ đạt được 22.300 hectare diện tích cây vụ đông với giá trị sản xuất cây vụ đông đạt trên 1.000 tỷ đồng. Trước tình trạng nông dân ở nhiều địa phương trong tỉnh không còn mặn mà với sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất vụ đông, thì việc tìm ra những hướng đi phù hợp và hỗ trợ kinh phí để người dân bám đất, bám ruộng là việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Triệu Đề là một xã thuần nông của huyện Lập Thạch. Những năm trở lại đây, xã đã tích cực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa vụ đông trở thành vụ chính trong năm. Nhờ đó, hiệu quả kinh tế từ việc sản xuất nông nghiệp đã tăng lên đáng kể. Những cái vụ đông năm trước thì tôi cũng đã thu gom ruộng đất của bà con nông dân để mà làm cánh đồng mẫu lớn rồi. Đấy cũng đã thuê của bà con rồi, nhưng làm như năm ngoái là làm cây bí này, thì trong khi đó là cây bí đỏ. Thì là những cây bí đỏ này thì hiệu quả kinh tế của nó thấp, vì chẳng hạn nó đạt được khoảng 3 triệu trên sào, đến 4 triệu trên sào. Thì trừ tổng chi phí công nhân rồi tiền thuê đất, rồi tất cả các loại chi phí, được lãi được hơn 200 triệu. Nhưng năm nay tôi sẽ chuyển đổi sang cái cây cao cấp hơn là cây cà rốt. Thì năm nay tôi sẽ làm, sẽ là diện tích tôi cũng sẽ mở rộng hơn, là tôi sẽ đầu tư và mở rộng 30 ha. Tin tưởng rằng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền và sự cố gắng nỗ lực từ phía người dân, Vĩnh Phúc sẽ có một vụ mùa bội thu. Sở Tư pháp khai trương cổng thông tin giao tiếp điện tử tại địa chỉ sotp.vinhphuc.gov.vn. Cổng thông tin giao tiếp điện tử Sở Tư pháp có nhiệm vụ trao đổi thông tin, sự kiện hoạt động của Sở Tư pháp, cung cấp đầy đủ và chi tiết các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các văn bản của Bộ Tư pháp, của tỉnh, của Sở Tư pháp có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Sở và ngành Tư pháp, đồng thời đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của cán bộ, nhân dân trong tỉnh. Bên cạnh đó, còn tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn công khai các quy định, chính sách của Đảng, nhà nước và các quy định của Sở Tư pháp liên quan đến tất cả các hoạt động, quá trình thực hiện và quản lý. Công khai hướng dẫn các thủ tục hành chính liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp. Cổng thông tin giao tiếp điện tử Sở Tư pháp ra mắt và đi vào hoạt động sẽ góp phần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, thực hiện việc tin học hóa ngành tư pháp và minh bạch hóa các thủ tục hành chính trong giải quyết các vấn đề về pháp lý, đồng thời giúp Sở Tư pháp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cùng với Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị triển khai công tác đoàn và phong trào sinh viên năm học 2014-2015. Năm học 2013-2014, công tác đoàn và phong trào sinh viên trường học được cụ thể hóa bằng nhiều nội dung, hình thức đổi mới, sáng tạo, phù hợp với học sinh sinh viên. Toàn tỉnh đã có 46 trên 46 đoàn các trường tổ chức chương trình thắp sáng ước mơ cho học sinh sinh viên gắn với các tiết sinh hoạt chung của trường, của chi đoàn, chi hội. Treo bản đồ khổ lớn với chủ đề Hoàng Sa, Trường Sa trong trái tim tôi. Tổ chức tuần sinh hoạt phát động thi đua đạt danh hiệu sinh viên năm tốt, học sinh ba rèn luyện, phát động cuộc vận động tuổi trẻ Vĩnh Phúc hướng về Trường Sa. Tuyên dương 20 học sinh tiêu biểu đạt danh hiệu học sinh ba rèn luyện cấp tỉnh.
tặng 10 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thân nhân gia đình cán bộ chiến sĩ đang công tác tại đảo Trường Sa. Trao 10 giải thưởng Nguyễn Viết Xuân cho 10 cá nhân tập thể tham gia cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 4 và 27 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Trao gần 200 triệu đồng từ quỹ tài năng trẻ cho 8 đoàn viên thanh niên đỗ thủ khoa các trường đại học. Nhiệm vụ trọng tâm công tác đoàn hội sinh viên năm 2014-2015 sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống trong học sinh sinh viên thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, tôi yêu Tổ quốc tôi. Cụ thể hóa hai phong trào xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ Tổ quốc và đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, tập trung xây dựng, củng cố tổ chức đoàn hội trong các nhà trường. Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Jawa Vina đóng trên địa bàn khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên tổ chức trao tiền hỗ trợ và khởi công xây nhà tình thương cho hai hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh là hộ gia đình chị Hà Thị Nguyệt, thôn 5, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường và hộ gia đình chị Nguyễn Thị Nga, thôn Vinh Tiến, xã Bà Hiến, huyện Bình Xuyên. Dự kiến hai căn nhà được khởi công xây dựng với diện tích mỗi căn là 70 m² theo kiểu nhà ống cấp 1. Với tổng số tiền cho mỗi căn nhà gần 200 triệu đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Jawa Vina hỗ trợ cho mỗi gia đình làm nhà 100 triệu đồng. Còn lại là được huy động từ phía gia đình và anh em, người thân. Dự kiến công trình sẽ được hoàn thành vào tháng 11 năm 2014. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của công ty trách nhiệm hữu hạn Jawa Vina nhằm chung tay góp sức cùng cộng đồng quan tâm chăm lo tới các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Thực hiện kế hoạch 3275 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật về đất đai, đến nay huyện Tam Dương đã thực hiện đạt kết quả bước đầu. Mục đích cuộc thi nhằm tuyên truyền phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của luật đất đai năm 2013 đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai. Ngoài ra góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể các cấp trong công tác quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, tạo chuyển biến về quản lý sử dụng đất, đưa công tác quản lý đất đai đúng theo quy định của pháp luật. Với chỉ tiêu trên 10.000 bài thi giao đến từng đơn vị cụ thể, đến nay phòng tư pháp huyện đã tổ chức nhận bài thi của từng đơn vị. Hiện nay thì cái công tác triển khai đã cơ bản hoàn thành, các cơ quan đơn vị đã triển khai thực hiện. Có một số cơ quan đơn vị đã hoàn thành cái việc tổ chức triển khai cuộc thi và các cá nhân cơ quan đã nộp bài tham gia dự thi về ban chỉ đạo của huyện. Thì cơ bản là mục tiêu mà huyện đề ra là sẽ cố gắng hoàn thành cái cuộc thi trong cuối tháng 10 năm 2014, lựa chọn những bài thi xuất sắc để trao giải và dự thi cuộc thi cấp tỉnh. Thì với mục tiêu là luật đất đai đến được đông đảo cán bộ nhân dân, chúng tôi khuyến khích tất cả cán bộ nhân dân cùng tham gia dự thi, và cũng đã giao số lượng bài dự thi cho các cơ quan đơn vị với hy vọng là sẽ đạt được hơn 10.000 bài dự thi trong cuộc thi lần này. Với chỉ tiêu giao trên 500 bài thi của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn, đến nay, các cán bộ, công chức, viên chức của thị trấn Hợp Hòa đã hiểu rõ mục đích và ý nghĩa của cuộc thi, từ đó vận dụng các kiến thức tìm hiểu được từ cuộc thi vào công việc. Để cuộc thi tìm hiểu pháp luật về đất đai đạt kết quả cao, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến luật đất đai đến các tầng lớp nhân dân. Quá trình tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai được thực hiện lồng ghép bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng rãi đến tất cả các hội viên, đoàn viên và nhân dân.